Chào quý cô chú và anh chị, hôm nay mình đang có mặt tại chùa Rô. Thì hôm nay mình xin báo tin với quý vị là vị sư phó chùa Rô đã bị tai nạn giao thông, vừa mất hôm chiều hôm qua quý vị. Với vị à cha thì nhà gần đây nè, đem về nhà. Vị à cha thì 71 tuổi, còn vị sư phó chùa Rô 45 tuổi quý vị. Thì ngày tu trong chùa này được 24 năm rồi. Vị ngài rất hiền quý vị, vị sư này rất hiền luôn. Bây giờ sư thường đi xe Honda là không có đội nón. Khi xảy ra tai nạn giao thông thì nó hơi bị nghiêm trọng chút. Còn ông bà cha thì ông đội có đội nón. Ông bà cha ông chở sư, vì gì sư không có được quyền chạy xe. Thì mọi người đã liệm sư xong hết rồi, đưa vô hàng xong hết rồi. Sư thì không có cha có mẹ quý vị. Nhà Phật tử rồi khi vòng vòng cứ chăm sóc lại lo. Ê, còn tịch nang mà nói không, giờ mà chui thôi tịch ta nông lại nữa không mà chui thôi giờ đi. Cái nào? Nó lôi bay ra, nó hút trôn tích. Hôm nay Phật tử đem đồ cúng dường. Rất nhiều quý sư là giữ luôn quý vị. Nam ăn lục chắc nó ra đi, gọi lục chắc cúng. Cúng mình lớn. Cái nam bò, lục chắc cho cúng các bạn nè. Lục chắc. Cái này
lục chăng bảo hữu sốt dẹp cộng đáng cả nàng đại khuôn trào ca mình môn lộn chắc mình môn mà chô thông tà la cả nàng làm bày bảo rốt cách sala chỗ Phật tử hay cúng dường rồi này kia đó quý vị. Yeah.
các vị lão là mấy cái bông bằng chuối đó quý vị. À, đám giỗ hay đám tang gì người ta cũng có làm này chứ. Hãy cho mọi bạn tục căn tư rộng lập tục lưu chết thẳng mục mùi đó lấy cùng bay tên clip lại sau chiếc bạc ca đẹp đó xây lại bởi một lúc mùi của mình. Bà cùng bà bên đây thì làm bông. Ừ. Mơ mùi cũng vui lên ta ta dân ta bàn chơi mà cho luôn bọn những cư gặp bay chơi tập tơ rồi mơ mơ cả lại nga để trọng vơ cứ thơ ra tiếp theo có gia đình anh. Đây là phía trước sa la quý vị, phía trước sa la chỗ mà lễ cho sư. Quan tâm. Nên Phật tử hôm nay tới dự rất đông. Cũng diễn cuộc lễ tang của sư phó chùa Rô. Sư phó chùa Rô. Trong đó có một thằng hòa và một bao thơ. Đem tiền tới đây để cúng dường tiếp đám của sư, như bông hoa, trái cây, bánh, đòn, công an thị xã Tân Dương dồi dào sức khỏe và thành công trong công tác hàng ngày và công chức. Công an thị xã Tân Dương tới tặng quà cúng dường cho sư. Hôm nay Phật tử tới đây nấu nướng rồi tặng tiếp đãi khách đó quý vị. Rồi trong đám tang của sư phó chùa Rô. Rất nhiều Phật tử tới đây tiếp. Ở trong này là nhà bếp của chùa Rô quý vị. Yeah, man.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
mình xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị xem hay hãy like, chia sẻ, đăng ký hội giúp kênh mình nha. Khi nào quý sư đó thiêu á.